Laudetur Jesus Christus, ngợi Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin tức liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ làm bẻ mặt Putin một đoạn video quay cảnh Vladimir Putin chờ đợi để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thu hút được sự chú ý trên mạng ngày hôm nay. Video cho thấy Tổng thống Nga đang lo lắng đứng trong một căn phòng với vẻ mệt mỏi. Joyce Karam, phóng viên cấp cao của National News châm biếm, 50 giây mà Erdogan khiến Putin phải chờ đợi, nhìn bối bố rối trước ống kính máy quay nói lên rất nhiều điều đã thay đổi sau Ukraine. Chuyến thăm Iran hôm thứ Ba là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh bên ngoài Liên Xô cũ kể từ khi Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine. Trong chuyến thăm Tehran, ông Putin cũng có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc xâm lược với một nhà lãnh đạo NATO Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở hắc hải của Ukraine cũng như hòa bình ở Syria. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga Olga Skabeyava là người ủng hộ hết mình cho Vladimir Putin, cảnh báo những người nào cố ý làm nhục nước Nga sẽ phải trả một giá đắt. Không rõ là cô ta có ý muốn đề cập đến ông Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Olga Skaveyeva là một người rất hiếu chiến. Hôm 15 tháng 7, cô ta gợi ý rằng Ba Lan đang cung cấp cho Ukraine các khí tài chiến tranh và nếu người Nga không tấn công Warsaw ngay bây giờ thì sẽ là quá muộn. phó tham mưu trưởng của Putin suýt tử trận, pháo binh Ukraine bắn đúng vào chỗ ông ta vừa đứng không lâu. Trong bản báo cáo chiều thứ Tư 20 tháng 7, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã tỏ ra tiếc nuối vì đã trễ một bước trong cuộc tấn công nhằm giết chết Sergei Kirienko, phó tham mưu trưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sergei Rykienko đã suýt bị giết chết trong cuộc pháo kích sau khi lực lượng vũ trang Ukraine nã đạn vào thành phố Nova Kharkovka ở miền nam Kherson hôm thứ Hai. Sau khi có các tin tình báo cho thấy Kirienko đang có mặt ở đó. Kirienko, một quan chức hàng đầu của Nga và là cánh tay phải của Putin, được cho là đã ở vùng Kherson bị chiếm đóng ngay trước đó, khi quân đội Ukraine nã pháo vào một nhà máy thủy điện trong thành phố. Các phương tiện truyền thông Nga cũng khẳng định các báo cáo của phía Ukraine trích dẫn các nguồn tin ở vùng Kherson. Nhà báo Nga Semyon Pegov đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Kirienko đã đến thăm nhà máy thủy điện Kakhovskaya và sau đó gặp gỡ các quan chức địa phương của Nga. Theo nhà báo, khi cuộc họp kết thúc và các quan chức bắt đầu rời đi, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công nhà máy thủy điện. Pegov viết, những người tham gia các cuộc họp đã ẩn náu trong tầng hầm. Không ai trong số những người tham gia các sự kiện bị thương. Nhà báo này nói thêm, Phó Tham mưu trưởng Sergei Kiryenko của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã suýt bị cuốn vào các cuộc pháo kích sau khi các lực lượng vũ trang của Ukraine đã pháo vào thành phố Nova cả hôm thứ Hai. Cơ quan truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa ra thông tin trái với Pegov nói rằng kirienko đã rời khỏi nhà máy thủy điện kagoskaya trước khi xảy ra vụ tấn công trích dẫn một nguồn tin trong số những người đi cùng kirienko ria novosti nói rằng cơ sở đã bị tấn công sau khi anh ta đi khỏi nguồn tin trong phái đoàn nói với ria novosti rằng chúng tôi an toàn mọi thứ đều ổn hòa tiễn đã bắn trúng vị trí nơi những chiếc xe của phái đoàn của chúng tôi vừa đậu hai người của bảo vệ nhà máy thủy điện bị thiệt mạng người đứng đầu chính quyền thành phố vladimir pleontiev cho biết mức độ thiệt hại của nhà máy thủy điện vẫn chưa rõ ràng hãng tin internet ura đưa tin ria novosti trích dẫn một nguồn tin nói rằng một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hỏng ở khu vực lân cận của nhà máy thủy điện nhưng nguồn điện đó đã không bị ngắt sau cuộc đình công RIA Novosti đưa tin quân đội Ukraine đã pháo kích vào Novaya Kharkovka hai lần vào tuần trước, và các quan chức Nga cho biết cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện bằng hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao M-142 do Mỹ cung cấp, được gọi là HIMARS. Sergei Kirenko được tương trình là đã về thẳng mặt tư khoa cho chắc ăn, bỏ ngang các kế hoạch thăm viếng theo dự trù. Natalia Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí điều phối thống nhất của lực lượng an ninh và quốc phòng miền Nam Ukraine, nói với hãng thông tấn Ukraine Ukraineform hôm thứ Hai rằng Ukraine gần đây đã phá hủy hai kho đạn quân sự của Nga ở Kherson, trong đó có một kho ở Nova Kakhovka. Huminiuk nói rằng những cuộc không kích này dẫn đến việc quân Nga thiếu đạn dược để tấn công các vị trí của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng họ đã thấy kết quả rất tốt những cuộc tấn công như vậy không chỉ làm gián đoạn chuỗi hậu cần của khu vực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của quân xâm lược. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Ukraine bắn tiếng sẽ tấn công hạm đội hắc hải của Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, Quân đội nước này đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công hạm đội hắc hải của Nga trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Volodymyr Harilov nói với The Times rằng việc tấn công hạm đội có thể giúp Ukraine lấy lại Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Tờ báo Anh dẫn lời ông Harilov nói Nga sẽ phải rời Crimea nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia chúng tôi có mối đe dọa thường trực từ hạm đội hắc hải của Nga. Với những công nghệ và khả năng mới mà chúng tôi nhận được, chúng tôi phải giải quyết mối đe dọa này. Chúng tôi sẵn sàng tấn công họ trên toàn hắc hải nếu chúng tôi có khả năng đó. Vũ khí do Mỹ cung cấp được từng trình đã giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga trong những ngày gần đây. Tuần trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hai kho đạn của Nga ở thành phố Novakakovka, miền nam nước này bằng cách sử dụng các phương tiện phóng nhiều hỏa tiễn HIMARS do Mỹ sản xuất, một báo cáo được tờ The Moscow Times công bố hôm thứ hai cho biết Nga đang phải vật lộn để bảo vệ các xe tăng của mình trước vũ khí được Mỹ gửi đến Ukraine. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một cuộc họp ngắn tại ngũ giác đài vào tuần trước rằng vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine đang có tác động đáng kể đến những gì đang diễn ra trên tiền tuyến. Hắc Hải tiếp giáp với biên giới của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Georgia và Rumani. Bán đảo Crimea nằm trong Hắc Hải. Anton Cherachenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đã tweet vào tháng 5 rằng Mỹ đang chuẩn bị một kế hoạch tiêu diệt hạm đội Hắc Hải. Công việc hiệu quả do người Ukraine trên các tàu chiến đã thuyết phục người Mỹ chuẩn bị kế hoạch mở chốt chặt các cảng việc cung cấp vũ khí chống hạm mạnh mẽ Harpoon và hỏa tiễn tấn công hải quân với tầm bắn 250-300 km đang được thảo luận. Ông cho biết như trên sau khi Reuters đưa tin vào ngày 19 tháng 5 rằng Tòa Bạch Ốc đang làm việc để cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn chống hạm nhằm đánh bại cuộc phong tỏa hải quân của Nga. Ông Harvey nói với The Times rằng các quan chức Ukraine đang đàm phán để xác định xem liệu họ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga ở Crimea hay không. Ông nói, "Không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Hắc Hải và Crimea. Crimea là lãnh thổ của Ukraine. Đó là lý do tại sao bất kỳ mục tiêu nào ở đó đều hợp pháp đối với chúng tôi." Crimea và Hắc Hải đã là chủ đề của các cuộc thảo luận và các báo cáo giao tranh nhiều lần trong những tháng gần đây. Nga đã xây dựng một cầu đôi được gọi là cầu eo biển Kerch, chạy giữa lục địa Nga và Crimea. Tướng Philip Britlov, người từng là chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở Âu Châu, nói với The Times trong tháng này rằng cầu eo biển là một mục tiêu hợp pháp. Tháng trước, Ukraine tuyên bố đã tái chiếm đảo rắn thuộc Hắc Hải. Vào thời điểm đó, Mạc Tư Khoa cho biết họ rút lực lượng khỏi hòn đảo này như một cử chỉ thiện chí. Nhưng Ukraine nhấn mạnh rằng họ đã đánh bại quân đội Nga. Valery Zalutny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, không thể chịu được hỏa lực của các cuộc tấn công bằng pháo, hỏa tiễn và không kích của Ukraine. Quân đội Nga đã rút chạy khỏi đảo rắn. Tòa Bạch Ốc cho biết Nga lên kế hoạch thôn tính một phần lãnh thổ Ukraine. Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân ngũ giác đài cho biết, Hoa Kỳ có thông tin tình báo cho thấy Nga có kế hoạch sáp nhập thêm các phần lãnh thổ của Ukraine, lặp lại một vở kịch mà nước này đã sử dụng trong vụ sáp nhập Crimea năm 2014 để chiếm thêm lãnh thổ. Tướng John Kirby cũng là điều phối viên truyền thông tại Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết các bước mà Nga đang lên kế hoạch có thể bao gồm cuộc trưng cầu dân ý giả tạo cài đặt các quan chức ủy quyền bất hợp pháp thiết lập đồng group làm đơn vị tiền tệ chính thức và buộc công dân ukraine phải xin nhập quốc tịch nga kirby cho biết mỹ sẽ trừng phạt nga vì nỗ lực sáp nhập thêm lãnh thổ ukraine và cho biết tòa bạch ốc sẽ công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho ukraine vào cuối tuần này ông trích dẫn thông tin tình báo mỹ đã được giải mật và được chấp thuận cho công bố rộng rãi để đưa ra tuyên bố về kế hoạch của Nga. Kirby nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, Nga đang bắt đầu tung ra một phiên bản mà các bạn có thể gọi là một sách lược thôn tính, rất giống với phiên bản mà chúng ta đã thấy vào năm 2014. Ông cho biết cuộc trưng cầu dân Ý có thể sớm diễn ra. Ông nói, Điện Cẩm Linh chưa tiết lộ lịch trình cho cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng những người thân cận của Nga tại các vùng lãnh thổ này tuyên bố rằng những thứ này sẽ diễn ra vào cuối năm nay, có thể cùng với cuộc bầu cử khu vực vào tháng 9 của Nga. Ông cho biết các khu vực Kherson và Zaporizhia cùng với các vùng Donetsk và Luhansk là những mục tiêu có thể nằm trong kế hoạch thôn tính của Nga. sáu khẩu pháo Sisa khác do Pháp sản xuất đang trên đường đến Ukraine. Bà Catherine Colonna, Bộ trưởng về Âu Châu và Ngoại giao sự vụ Pháp đã xác nhận rằng sáu khẩu pháo Sisa khác do Pháp sản xuất mà Tổng thống Emmanuel Macron hứa với Ukraine vào tháng 6 đang trên đường đến Kyiv. 12 khẩu súng được đánh giá cao về độ chính xác và tính cơ động đã được chuyển giao cho Ukraine và sáu khẩu khác đang trên đường vận chuyển, Catherine Colonna nói với một ủy ban của Thượng viện. Ở cấp độ quốc gia, Pháp hoàn toàn thực thi các cam kết của mình, mặc dù chúng ta không nói nhiều như những người khác về những gì chúng ta đang làm. Colonna nói thêm, chúng tôi đã quyết định không thông báo tất cả đóng góp quân sự của chúng tôi. Cùng với đạn dược, Pháp được từng trình là đang cung cấp hỏa tiễn chống tăng Milan và Bộ trưởng Quốc phòng Sebastian Lecornu cho biết vào cuối tháng 6 rằng Paris sẽ gửi cho Ukraine một số lượng đáng kể các thiết giáp. Được chế tạo bởi nhà sản xuất vũ khí Nexter thuộc sở hữu nhà nước của Pháp, Siza là loại pháo 155 ly đặt trên xe tải 6 bánh, có khả năng bắn đạn pháo ở cự ly hơn 40 km. Iran tán thành cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Vladimir Putin đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lớn đầu tiên của mình bên ngoài nước Nga kể từ khi xâm lược Ukraine với sự tán thành từ phía Iran về phản ứng của nước này với NATO, cuộc đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ về Syria và những dấu hiệu tiến triển trong việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngũ cốc của Nga đối với Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh Tehran được tổ chức giữa Putin, Tổng thống Iran, Abraham Raisi, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho thấy nhà lãnh đạo Nga đã trở nên cô lập như thế nào. Các phương tiện truyền thông ở Nga lại cho rằng cuộc họp cho thấy Nga vẫn được tôn trọng ở Trung Đông. Trong một ngày ngoại giao căng thẳng liên quan đến các cuộc đàm phán song phương sau hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria, ông Putin ca ngợi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và nói rằng đã có một số tiến bộ. Sự can thiệp quân sự của Nga và Ukraine đã cản trở các chuyến hàng từ Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc lớn nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về tình hình thiếu lương thực toàn cầu. Trong một nỗ lực để mua giới một thỏa thuận theo đó, hải quân Nga sẽ bỏ dở việc phong tỏa các cảng như Odessa, Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý giải phóng các nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu của bảy nhà cho vay hàng đầu của Nga miễn là các nguồn lực này là cần thiết cho việc mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, bao gồm lúa mì và phân bón. Kể từ Công ước Motro năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, có trách nhiệm đối với giao thông hải quân vào hát hải. Cuộc gặp của Putin với Erdogan là cuộc gặp đầu tiên của ông với một người đứng đầu chính phủ của một thành viên NATO và chuyến đi tới Tehran là chuyến đi thứ hai của ông bên ngoài nước Nga kể từ cuộc xâm lược Ukraine. Erdogan đã dẫn đầu các nỗ lực để môi giới một thỏa thuận theo đó ngũ cốc có thể rời cảng miễn là các tàu được kiểm tra độc lập về vũ khí. Hơn 25 triệu tấn ngũ cốc cần gấp ở Phi Châu và Trung Đông hiện đang được giữ trong các hầm chứa. Putin đã giành được sự tán thành của nhà lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cho cuộc xâm lược Ukraine. Khamenei nói với Putin, chiến tranh là một vấn đề khắc nghiệt và khó khăn, và Iran không hài lòng chút nào khi người dân thường phải chịu đựng nó, nhưng trong trường hợp của Ukraine, nếu bạn không chủ động, bên kia sẽ gây ra chiến tranh với sáng kiến của riêng mình. Nếu con đường được mở ra cho NATO, họ không biết ranh giới là gì và nếu họ không bị dừng lại ở Ukraine, họ sẽ bắt đầu cuộc chiến tương tự một thời gian sau đó với cái cớ là Crimea. Ông cho rằng Nga và Iran cần làm một việc cùng nhau để giảm dần sức mạnh của đồng USD. Ông Putin nhắc lại nhận định của Iran rằng Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc xâm lược, ông nói. Không ai ủng hộ chiến tranh và thiệt hại về sinh mạng của người dân thường là một thảm kịch lớn. Nhưng hành vi của phương Tây khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phản ứng. Một số nước Âu Châu nói rằng chúng tôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của NATO, nhưng chúng tôi đã đồng ý dưới áp lực của Mỹ. Điều này cho thấy người Ukraine không có độc lập. Nga và Iran cũng đồng ý ký một biên bản ghi nhớ dài hạn để hợp tác các hợp đồng giàu trị giá 40 tỷ USD. Tuy nhiên, bầu không khí đồng thuận thân tình mà Nga và Iran thể hiện đã không được Erdogan chia sẻ khi đề cập đến tham vọng can thiệp vào miền Bắc Syria của ông ta. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng khai thác những phiền nhiễu của Putin ở Ukraine đã chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới vào miền Bắc Syria trong nỗ lực xây dựng một vùng đệm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 30 km về phía Nam. Ông tuyên bố vùng đệm sẽ che chắn cho Thổ Nhĩ Kỳ bởi khỏi các cuộc tấn công của người Kurd ở Syria do lực lượng dân quân YPG do Mỹ hậu thuẫn, cũng như cung cấp không gian cho khoảng 1 triệu người tị nạn Syria từ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Sự trở lại của những người tị nạn sẽ giúp Erdogan hiện đang mất sự ủng hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội tái đắc cử vào năm tới. Nhưng Kemeni bày tỏ sự phản đối rộng rãi của mình đối với cuộc xâm lược mới của Thổ Nhĩ Kỳ, Nói rằng điều này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực. Erdogan phát biểu khi bắt đầu cuộc họp ba bên, dường như khẳng định quyền đơn phương tiến hành một cuộc xâm lược, nói rằng không thể mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ ngồi yên và xa cách với vấn đề này. Ông tuyên bố cần có một hàng rào dài khoảng 30 km để đối phó với các điểm nóng của khủng bố ở miền Bắc Syria. Các động thái tiếp theo của Erdogan sẽ cho thấy liệu ông có tin rằng mình đang được Iran và mặt tư khoa bật đèn xanh rằng họ sẽ không can thiệp để ngăn chặn vùng đệm dự kiến của ông hay không. Nga dường như đang làm việc với chính phủ Syria để tạo ra sự hiện diện quân sự của Syria ở khu vực biên giới với sự hỗ trợ ngầm của YPG. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Lầu đế tu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.